Xin chào các bạn, mình là Cường đây, là nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom 62 Trần Hưng Đạo quận 1. Thì bây giờ mới chỉ có gần 5 giờ sáng thôi. Thì hôm nay các bạn của mình cùng theo chân Cường đi giao xe cho một vị khách hàng cực kỳ đặc biệt tại Đức Trọng Lâm Đồng. Vì khách hàng này có gì đặc biệt thì hôm nay các bạn của mình cùng theo chân mình đi giao xe để xem vị khách hàng này có gì đặc biệt nhé. Ok, đi, let's go. Xuất phát từ showroom mình là lúc 4 giờ 45 phút. Mình dự kiến lên đến nơi khoảng 10 giờ các bạn. Khoảng 10 giờ. Mình giao xe cho cha xong, mình làm thủ tục bàn giao cho xe cho cha xong là khoảng tới tầm 12 giờ. 12 giờ Cường sẽ về Sài Gòn luôn. Về đến Sài Gòn thì khoảng 6 giờ. 6 giờ chiều, 6 giờ tối. We'll be right back.
không đổ sai luôn, không biết tìm chỗ đổ. Là xong rồi các bạn, mình đã hoàn thành nhiệm vụ là mình giao xe tận nơi cho khách. Thì giao xe xong mình cảm thấy rất là vui luôn các bạn. Mình vui vì điều gì? Mình vui vì khi mà khách hàng người ta đã đặt trọn cái niềm tin cho mình. Tức là từ lúc mà khách có nhu cầu, khách lên hợp đồng cho khách, rồi là khách đóng tiền, là mình chưa hề gặp khách luôn mà khách vẫn tin tưởng, khách chuyển tiền và hợp đồng hôm nay mới ký luôn. Thì mình cảm thấy rất là vui khi mà khách chọn cái niềm tin cho mình, và cái đó cũng là một cái động lực rất là lớn để mình có cái thêm cái động lực, cái nguồn cảm hứng để mình làm cái nghề của mình, làm cái nghề sale của mình nó được tốt hơn, mình phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Mình, khi mà mình giao xe đến tận nhà cho khách, khách hàng họ thấy vui, họ cảm thấy rất là sung sướng, họ rất là hài lòng, thì cái đó là một cái niềm động lực vô cùng lớn, kèm theo đó là cái niềm tin của khách hàng đã chọn cho mình. Rất là vui vì mình làm chiếc xe này, làm một chiếc xe nó hoàn hảo, khách hàng cảm thấy rất là hài lòng. Cái thứ hai là cái niềm tin là quan trọng nhất. Đây có thể là một chiếc xe mà mình cảm thấy rất là vui khi mà mình làm cái ngành sale này. Rồi, nên nếu các bạn có nhu cầu mua xe hãy gọi điện thoại cho mình qua số điện thoại mình để trên màn hình để nhận được tư vấn và bảo dưỡng một cách chính xác nhất, và mình phục vụ cho các bạn tận tâm tận nhà luôn. Mình giao xe tận nhà bất chấp là các bạn ở địa lý nào, xa mình hay là gần mình, để cái niềm vui của mình nó được trọn vẹn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bây giờ mình phải về Sài Gòn rồi. Xin chào các bạn.